I got broads in Atlanta, just to go be in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the band, legacies. Hey yo anh em, welcome back. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Vũ Đài Gaming. Xuất hiện trở màn hình của chúng ta bây giờ đây chính là nhân vật thuật sĩ, hay còn gọi là Summoner, cũng là nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay. Và không thể để anh em đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy và vì chỉ là PVM nên mình sẽ ưu tiên tăng đam để chọn quái nhanh thôi, và sẽ cống thêm một phần máu để tránh bị chết bởi quái. Và với season 15 mình đang chơi cũng như là season 16 sắp được ra mắt thì thuật sĩ chủ yếu sẽ có hai hướng đi chính, đó là hướng đi nguyên rủa và hướng đi phép thuật. Với hai hướng đi này chúng ta sẽ có những trang bị cho em nó sẽ khác nhau. Và đầu tiên cơ bản nhất là chúng ta phải đi đến cách công điểm bảng pôn. Thì đối với bảng pôn của nhân vật thuật sĩ ở trong season 15 cũng như season 16 thì cũng không có gì thay đổi với các season trước. Chủ yếu chúng ta sẽ tăng sức mạnh sao cho đủ mang đồ, tăng agi tức là nhanh nhẹn tầm 800 cho đến 1000 để lấy được tốc độ đánh attack speed, anh em thấy không, 134 trên 188 tùy vào đồ cũng như là cả cái vật phẩm phù mà anh em có thể mang theo trên người thì anh em tăng cái mức nhanh nhẹn sao cho hợp lý. Với máu thì mình sẽ không tăng bởi vì đồ của mình hiện tại là đã khá là trâu, khá là khỏe và mình không cần tăng điểm máu nữa. Và còn lại mình sẽ dồn hết cho năng lượng NE là 1700. Với hiện tại đồ mình đang mang thì lượng quick dam tức là lượng dam phép thuật của mình sẽ đạt được là từ 2400 cho đến 2700 cộng thêm 5800 do đồ mang lại sẽ tầm 7k, và lượng đam nguyên rủa là sẽ tầm 6k và 12k đam do đồ mang lại sẽ là tầm 18k nha anh em. Đây là server chỉnh nha anh em, khá là khủng khiếp đấy nha em ạ. Thì đối với bảng C này thì chúng ta sẽ đạt được cái gì? Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với trang bị của thuật sĩ. Đầu tiên sẽ chính là cái cánh Wing cấp 4 với khả năng mang lại một lượng đam là 70% và giảm sát thương là 73%, rất là mạnh mẽ. Và đồ của Summoner thuật sĩ có thể mang trong season 15 cũng như season 16 sắp update là đồ Cyberheart, đồ thần level 1100, sẽ tăng skill đam, tăng năng lượng, tăng đúc bộ đam các kiểu con đao điệu vân vân và mây mây, quá nhiều thứ để tăng, mang lại cho em đó một lượng đam cực kỳ khủng khiếp. Và mình muốn nói cho anh em một điều quan trọng, khi anh em sử dụng sách cũng như là gầy phép thuật thì đối với anh em nào muốn đi theo đường và là tăng phép thuật đó, thì nên sử dụng gầy. Anh em để ý dưới gầy sẽ có dòng ốp là increase width 201%, tức là tăng sức mạnh phép thuật. Nhưng mà nhân vật mình hiện tại là đang đi theo đường nguyên rủa tức là khung, nên anh em nên sử dụng là sách. Hiện tại do đối với nhân vật này của mình thì đã gần như là mắc đồ nên mình muốn sử dụng thêm một gầy nữa cho nó đẹp, và là nó sẽ tăng thêm một chút đam cho nhân vật, nhưng mà không đáng kể nha anh em. Đối với anh em mới bắt đầu chơi và kinh phí không cho phép thì nên sử dụng một trong hai thứ thôi, và mình khuyên là nên sử dụng sách đối với bản season 15 và season 16, rất là mạnh mẽ đấy anh em ạ. Tiếp theo chính là cặp khuyên tai, một thứ mà chỉ có season 14 với 16 mới có, sẽ tăng được là skill down, và khuyên tay phải sẽ là tăng attack speed tốc độ đánh. Ring thì khá là cùi bắp. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bảng Master 1. Đối với bảng Master 1 ở season 15 và season 16 sẽ có gì? Ở cột 1 sẽ không có gì nhiều thay đổi lắm, chúng ta vẫn chủ yếu là sẽ tăng phòng thủ thành công, hồi máu, hồi mana và hồi của team. Ở các cột sau thì chúng ta sẽ tăng thêm sức mạnh, tốc độ đánh cũng như là năng lượng, nhưng mà không tăng bao máu nhé nhé. Cột này không tăng thì dồn điểm cho các ô khác. Đối với cột 2 thì khi mà mình đã có một lượng đam lớn thì mình chỉ muốn là khả năng mình tấn công là lượng đam đó quái nó phải dính, nên mình sẽ tăng mắc vào ô khả năng tấn công thành công và thêm 20 điểm cho cột máu để có một đường máu gọi là ổn
khi mà gặp quái mạnh không bị chết, bất đắc kỳ tử nhé nhé. Ở cột 3 thì chúng ta ở bảng này do mình vừa sử dụng stick tức là gậy và vừa sử dụng sách nên mình đã tăng cả hai ô đồng đều để nhận lại được một lượng đam gọi là nhìn hơn so với người sử dụng gậy thuần túy hoặc là sách phép thuật thuần túy nhé nhé, sẽ hơn một chút nhưng mà không đáng kể bao nhiêu, nhưng mà có còn hơn không, tương tự ở các cột phía dưới. Và do đồ của mình là đồ cuối rồi nên mình không muốn tăng ở các cột Crystal và Excel. Ok, chúng ta đến với bảng Master 2. Thì bảng Master 2 cũng không có quá nhiều đặc biệt, vẫn là tăng vào Decide, thằng chết, đúng đất chết, tăng các điểm còn lại vào các cô dâu tiếp theo để lấy mắt, có để có thể được một lượng đam khá là ổn định. Và ở đây mình sẽ không tăng vào Blinding mà mình tăng vào Băng. Tại sao lại như vậy? Khi mà mình lên các map cao hơn so với level á, thì lượng đam mà quái mang lại cho mình khá là lớn và mình không muốn quái nó tiến lại gần mình và nó gây đam. Vì đối với tất cả những dòng nhân vật mà phép thuật thì phòng thủ khá là yếu nên khả năng tăng băng sẽ là kim hàm quái lại, đóng băng quái lại tại vị trí đó và nó sẽ không gây đam cho mình nữa và mình sẽ có thời gian triệt quái nhanh hơn. Ở cột bonus bên cạnh vẫn là tăng max máu, có một tăng lên tầm 2.500 máu nhé nhé, tăng thêm một chút skill đam. Và để cho anh em thấy được cái kết quả của cái việc tăng điểm như này cũng như là sử dụng đồ ra thì nó sẽ gây ra được lượng đam bao nhiêu, bây giờ chúng ta sẽ thử đến với các map tiếp theo. Map 8550 nha anh em. Ui chết một đống rồi, bị clear chết một đống này anh em kìa. Bởi sai thuộc tính là bóng tối, mình sử dụng luôn đường bóng tối. Anh em xem sẽ lượng đam nó sẽ là bao nhiêu nha anh em. Nào, mình muốn kiếm một bãi quái thật là đông. Ok, biết là clear rất là nhanh, anh em thấy không, rất là nhanh. Thì nhanh, anh em thấy đóng băng không, khả năng đóng băng quái khá là tốt. Tuy nhiên là quái mà đã dính băng nó không di chuyển được, đó chính là diễn ra cho anh em biết. Và một trong những lý do mà mình sử dụng skill này vì có thần chết đi ở sau lưng anh em kìa, cực kỳ đẹp, kêu hồi thần chết. Khá là mình đẹp thật đấy nhé. Băng vừa làm cho vừa không di chuyển được. Ok, bây giờ là map Atlant mới nha anh em. Map Atlant level 1000 vẫn tù được, vẫn pháp cực kỳ tốt, lượng đam gây ra vẫn rất là khủng khiếp, không có bục gì hết nha anh em, không có bục một thứ gì hết, là bục bẫy chứ không mà đã được đá như vậy rồi. Trời ơi chịu nó thấu, mình nên di chuyển nó một chút đây để tránh quái đến gần. Nếu quái ở đây diện rộng anh em ạ, đóng băng anh em thấy không, đóng băng quái không thể đến lại gần được. Khả năng trên khá là tốt đấy nha, kim này mà phối hợp với cả con nhân vật như là Doom rồi Slayer tăng tốc độ đánh rồi tăng khả năng phá giáp cộng thêm EE buff nữa, chắc vài quạt hai quạt lấy quả chết hết. Trời ơi solo mà như vậy đấy, đừng nói gì đi để tin nữa,
Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với map Atlant 3. Bỏ qua Atlant 2 nha anh em. Atlant 2 chắc là yếu rồi. Ui, chết nhiều thế. Anh em ơi đừng clear nữa. Có người đến rồi. Không không. Đừng clear rồi anh em. Atlant 3 để anh em. Map level 1030. Đam này hơn 100k đam. Quá là khủng. Thế này thì chơi với dễ rồi. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với map cuối cùng là map Kayon 1050. Mình hy vọng là anh em nó sẽ vẫn sống tốt. Go, go, let's go, let's go. Giết được không? Trời ơi, vẫn tốt anh em ơi. Vẫn sức khỏe, tuy rằng là mất máu khá là nhiều nhưng mà đi với team là vẫn trên được. Ok, mình đi di chuyển ra một xí, tránh đứng gần quái, quái đánh mất máu nhiều quá. Vẫn clear tốt nha anh em, đám diện rồng như này là vẫn clear tốt. Trời ơi. Ok, trên đây là một số cái chia sẻ của mình về nhân vật thuật sĩ Summoner cho Season 15 và Season 16, cũng như là hướng đi theo hướng nguyền rủa để cho anh em có thể tham khảo. Đây chưa chắc và gần như là không phải là hướng đi tốt nhất, vì mỗi server sẽ có một cái thay đổi mà admin ở server đó họ đã chỉnh sửa. Nhưng mà anh em có thể tham khảo